Văn Thiêm. Chuẩn bị chúng ta sẽ vào xem phim Endgame. Lát nữa thì bọn mình sẽ vào xem phim để quay ở trong đấy được. Mình sẽ ra và sẽ review lại cảm nhận của mình của phim. Áo Avenger đôi nha mày. Kỳ lắm. Thế bây giờ bọn mình sẽ vào xem Avenger Endgame. Mình vừa xem xong bộ phim Avengers Endgame, cảm giác thật là khó tả luôn, có rất nhiều cảm xúc, kiểu như là không thể nào mà có thể hình dung ra được. Nói chung cảm giác của mình bây giờ rất là, nói chung là nó đọng lại rất là nhiều thứ ấy. Và trước đấy thì lúc mà trước khi xem phim thì mình cũng đã phán đoán ra một chút là diễn biến nó sẽ như nào, nhưng mà thực sự lúc mà xem phim thì mình không thể ngờ được là phim lại đi đến cái kết cục như thế này. Thật là cực kỳ sốc và cực kỳ bất ngờ luôn. Nói chung là phim đem đi, chúng ta không ai có thể đoán trước được cái điều gì luôn. Thực sự là như thế. Nói chung là một bộ phim cực kỳ đáng xem luôn. Rất là đọc lại đấy. Ok. See you. Yeah. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes.